Hello, chào mừng các bạn đến với trang web vẽ không khó.com. Video ngày hôm nay là mình tiếp tục các bạn ha, là video thứ 13. Mình sẽ làm quen thêm hai công cụ tool nữa ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vào phần mềm Illustrator CC 2017 ha. Mình sẽ tạo một cái new mới. Rồi, ok. Cái video ngày hôm nay là phạm trù nó cũng đơn giản ha, là mình sẽ học về công cụ Arcbo ha. Rồi Arcbo này là có nghĩa là mình quản lý trang giấy ha, quản lý trang của mình ha. Đó cũng giống như ngay từ lúc đầu mình nói là mình tạo cái new rồi ha, là mình sẽ quản lý cái trang vẽ của mình. Rồi ok, bây giờ mình cũng có thể tạo ra một cái new mới nữa đi ha. Rồi cho nó là năm 29 21 ha. Thì ở đây là cái bo ha. Ví dụ như bây giờ là mình tạo ra nhiều artboard. Tại vì cái trang của mình là có nhiều trang ha các bạn ha, thì mình có thể tạo nhiều artboard bằng cách bấm vào đây. Rồi artboard này nó đang ở cái trạng thái nằm, mình có thể điều chỉnh cái artboard này, cái trang giấy mình nó đứng lên ha, nằm xuống đó ha các bạn ha, bấm vào đây. Ví dụ như là mình đang sử dụng cái trang nằm đi đó, đùng đùng khách hàng nói sao tôi thấy cái giao diện của trang nằm này nó không được đẹp, thôi anh chuyển qua tôi là trang đứng đi, đúng không? Thì chẳng lẽ mình vào file new mình tạo mới công quá đúng không các bạn ha. Đó mình sẽ bấm vào đây, mình chuyển từ đây luôn các bạn ha. Ok, song song đó là mình muốn có những cái trang liền kề bằng cách nào đó, chẳng lẽ mình vào new mình làm lại ha, mất công quá. Ở đây nó có chức năng ha, new artboard, mình bấm nó, mình đưa nó bất kỳ ở chỗ nào. Rồi tiếp tục new artboard các bạn ha. Đó mình có thể tạo ra nhiều nhiều ha, nhiều nhiều cái artboard. Thì cái cách này á, mình nói các bạn nghe, cách này là mình làm theo cách mà mình vẽ ha, là mình làm theo tự do thoải mái đó. Mình muốn tạo thêm cái gì đó thì mình tạo. Còn ví dụ như mà các bạn mà làm trong thiết kế quảng cáo không, in ấn không đó, các bạn làm trong thiết kế quảng cáo đó, thì các bạn sẽ làm theo đúng thứ tự của nó ha. Bây giờ mình bấm vào nó, mình xóa đi. Rồi ví dụ như đó mình làm cái quảng cáo thì mình còn có nhu cầu theo đúng cái thứ tự ha, thì mình cũng có thể tạo ra nhiều cái artboard theo đúng thứ tự ha. Mình bấm vào layer này các bạn ha. Đó thì trên cái bảng layer này đó, nó có nhiều cái option ha, các bạn lựa qua cái artboard ngay chỗ này đây, các bạn thấy không, có new artboard đó, các bạn bấm vào nó thì nó không có nhảy lung tung. Hồi nãy á, mình bấm new artboard trên đây á thì mình phải sắp xếp nó, còn ở đây là nó bấm theo thứ tự các bạn ha. Đó rồi thì bây giờ là mình sẽ cái artboard này nè, quản lý trang giấy nè, là cái phạm vi nó cũng cũng đơn giản thôi, thấy không, là mình cũng không có xem nhiều ha. Rồi bây giờ nhưng mà mình cũng có minh họa cho các bạn xem, mình hướng dẫn lưu thôn luôn cho các bạn vấn đề mà xuất file đi in ha. Ok bây giờ các bạn vào Black ha, kiếm những hình ảnh mình lại thích làm về thời trang ha, hoa ha, và là những bức tranh vẽ. Rồi bấm Black đó. Các bạn lưu ý khi mà đưa tấm hình này vào, bấm Shift ha, đó mình co đúng tỷ lệ của nó đó. Thì một khi các bạn đưa hình vào, các bạn nhớ ha, làm theo những cái hướng dẫn Ember nó. Tại sao nếu mà các bạn không bấm vào Ember này,
các bạn làm xong rồi, các bạn sử dụng xong hết rồi ha, đó, đinh ninh xong hết rồi, các bạn xuất file JPEG cho khách hàng xem rồi, sau đó các bạn save lại rồi gửi đi nhà in, thì cái file này nó sẽ không đi theo các bạn ha, là nó không liên kết ha. Bởi vậy mình phải bấm vào đây, bấm thêm một cái nữa ha, mình cứ làm theo hướng dẫn ha, đó, save nó. Rồi bấm thêm một cái nữa ha. Ok, thì lúc này đây là nó đã nằm trong cái file của mình rồi ha. Mà sau khi xuất file đi thì những cái file này nó luôn luôn là nó sẽ đi kèm theo đó các bạn ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ đưa vào nhiều file ha. Mình đưa hình vào không thể nào, không cách nào, không phải là mình đưa từng tấm hình được. Bình thường mình có thể đưa nhiều tấm hình một lúc các bạn ha, bằng cách là bấm Ctrl, bấm tiếp ha, bấm tiếp những cái file của mình đó. Rồi bây giờ mình mở 4 tấm hình ha, black. Ok, thì ở đây là mình cứ bấm một cái, hai cái, ba cái ha các bạn ha, 4 cái. Thì lúc này đây là các bạn cứ việc shift kéo về ha. Ở đây là mình minh họa thôi, còn mình đã làm việc lúc mà mình vẽ vời đó, thiết kế đó, thì những cái file mình nó nhiều lắm, mình có thể đưa ra ngoài ha, vẽ xong đưa ra ngoài, vẽ xong đưa ra ngoài thì nó đầy cả màn hình ha. Rồi tấm này mình chọn nó, mình cứ amber nó ha, mình cứ làm theo cứ hướng dẫn của nó, không cần chỉnh sửa ha. Đó, tiếp tục. Rồi tiếp tục những tấm hình này cứ amber, thậm chí mình đưa nhiều hình vào cho các bạn xem để mà các bạn hình dung ha, là các bạn nhớ luôn đó, cứ vậy mà làm ha. Những cái tấm hình này tiếp tục. Đó ha. Rồi tấm hình này to đúng không, mình shift chọn nó, shift kéo về ha. Đó, rồi bấm amber thôi, tiếp tục enter ha. Rồi mình ví dụ như thế này, các bạn thấy không, ví dụ trong quá trình mình thiết kế ha, mình thiết kế nó đầy trang giấy ha, wow, quá trời hình. Rồi cái file này xong đúng không, mình thảy ra đúng không, rồi cái file nằm đây xong thảy ra đúng không, nhiều file liên tục ha. Thì rốt cuộc là cái bản vẽ của mình có nhiều cái họa tiết nó nằm ở ngoài đó. Thì lúc mà các bạn làm xong rồi, nếu mà cái này mà các bạn đi in lịch đúng không đó, thì các bạn có thể gửi cái này, nhưng mà trong lúc mà là quản lý file của các bạn đó, đôi khi bị thiếu sót, thì bên thiết kế bên nhà in yêu cầu là gửi hết tất cả những cái họa tiết qua cho người ta đó, thì các bạn làm sao đó, thì các bạn là cứ việc mà tạo bo thôi đúng không. Ví dụ đầu tiên nhất là mình chọn bấm vào đây, sẽ bo đầu tiên nhất là cái khung hình của mình đã dựng ngay ban đầu đúng không các bạn. Rồi tiếp đến là mình sẽ bấm vào V, bấm vào đối tượng này, tiếp tục bấm bo đó, mình đưa vào đối tượng này, mình cần tạo cái bo giống như là một trang mới các bạn ha, bấm vào nó. Nếu mà các bạn mà chỉ chọn một cái bo ban đầu mình tạo thôi, thì lúc xuất file đi thì nó sẽ giữ được những là cái họa tiết của mình trong bo ban đầu thôi, còn những tấm hình khác là nó không có bo thì nó không được lưu trữ, nó không được gửi đi được ha các bạn ha. Đó. Rồi các bạn ha, thì ví dụ như bây giờ là mình đã có một cái file hoa hồng, đó là những cái cánh hoa đỏ nằm phía dưới. Bây giờ mình muốn xuất file đi in đúng không, thì mình sẽ xuất như thế nào cho chính xác, thì các bạn là vào file save ha. Đó, thì đầu tiên là các bạn phải nên nhớ là đặt tên ha, ví dụ như bây giờ mình đặt tên là 01 đi ha, 01 đi. Bây giờ quan trọng nhất là cái đuôi,
mình phải nên lưu lại một cái đuôi file gốc đó, Illustrator AI ha, mình lưu file gốc là để mình lưu chữ của mình ha. Sau đó mình lưu cái file PDF, Adobe PDF, PDF. Tại vì cái đuôi này các bạn nó rất là phổ biến ha. Những phần mềm khác, CorelDRAW, Photoshop, InDesign ha, vân vân, có nhiều phần mềm khác là phần mềm 3D không? Đó là mở được hết. Thì cái đuôi này là đuôi rất là phổ biến. Đó. Rồi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ sao lại 01 các bạn ha. Rồi. Rồi. Những cái thông số này các bạn cứ an tâm, các bạn cứ để nguyên ha. Đó. Sau này có những cái video nào mà nó liên quan tới vấn đề này nhiều thì mình sẽ nói thêm ha. Mình sao lại. Thì mình nói cho các bạn cái nhược điểm, cái ưu điểm của thằng của phần mềm cái đuôi PDF á, nó rất phổ biến ha. Ưu điểm rất là hay, phần mềm nào mở cũng được. Nhưng mà nó kẹt nổi là nó chỉ có sell được những cái gì giá trị nằm trong là cái khổ giấy mình thôi, carbon mình thôi ha. Lưu trữ vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình mở lên ha, mình đã sell rồi, mình mở lên. Đây 01 ha. Đó. Thì là nó chỉ sell cho mình được những cái hình nào nó nằm trong khổ giấy thôi, carbon thôi. Đó. Rồi, bây giờ mình tạm thời tắt nó đi. Rồi, thì bây giờ bằng cách nào mà mình có thể lưu được tất cả những cái file này mà khi mở file PDF ra thì tất cả đều có. Đó, thì mình sẽ sử dụng Arbor các bạn ha. Mình sẽ tạo ra nhiều khổ giấy, nhiều trang giấy ha. Ví dụ như mình bấm vào công cụ Arbor Shift O ha. Mình bấm vào cái hoa này thì tự động nó tạo cho mình một cái trang mới các bạn ha, tạo một trang mới đó, cứ bấm vào nó. Cái này là lẽ ra đó, mình sau khi mình vẽ xong ha, trong cái phạm vi Arbor đầu tiên của mình, tất cả mình gom vô trọng hết rồi đúng không, mình xuất file PDF là một file một thôi. Nhưng mà vì lý do nào đó mà khách hàng đã nhờ mình thiết kế trả tiền cho mình, mà khách hàng nói là tôi muốn gửi những họa tiết không đó kèm theo đó, ngoài cái hình chính ra những họa tiết kèm theo đó của anh làm, thì mặc nhiên là những họa tiết thiết kế xung quanh là của khách hàng rồi ha. Tại cái gói đó khách hàng đã trả cho mình bao nhiêu tiền thì những cái họa tiết đó là của khách hàng ha, khách hàng yêu cầu. Thì cách này mình bấm vào ha, ở dùng Arbor Shift O nè, bấm vào ha, tạo những trang mới. Sau đó các bạn vào file cũng vậy thôi, select ha. Đó. Các bạn đặt cho nó là cái tên gì đó ha, mình đặt là 02 ha. Rồi mình xem nó. Rồi. Thì bây giờ các bạn vào đây. Các bạn mở lên ha. Mình kéo lên ha, mình kéo lên cho bạn xem. Đó. Là cái Arbor ban đầu của mình nè, cái trang của mình đầu tiên nè. Sau đó những trang tiếp theo ha, nó sẽ lưu cho mình ha. Tại mình đã tạo trang hết rồi đó. Đó, tất cả những cái file trên cái màn hình vẽ của mình đều lưu vào đây hết ha. Đó. Cái này là mình phải biết cách nha các bạn ha. Chứ nhiều khi các bạn không biết là các bạn cứ sell từng file một ha. Nó gửi đi cực lắm. Ví dụ như ở đây mình chọn Ctrl C ha, copy ha. Sau đó mình sẽ tạo ra một cái new. Một cái new mới ha. Rồi, mình Ctrl V, mình dán nó vào. Đúng không các bạn? Rồi. Lúc này mình sẽ sao lại cho khách hàng từng file một. Thấy không? Thì rất là cực ha, mất công ha. Đó. Thì không nên vậy, mình có đầy đủ chức năng trong đây thì mình làm ha, nó hay hơn ha các bạn ha. Rồi, ví dụ như bây giờ là mình sẽ còn trên xếp lại đi ha, mình hướng dẫn các bạn thêm một cách sale khác ha các bạn ha. Đây.
Nè các bạn, ở đây ha, các bạn vào file select ha, là các bạn vẫn đặt tên bình thường, nhưng mà ở đây nó có một cái chức năng nữa, Illustrator OBS ha, đó chấm có cái đuôi nữa. Thì cái chức năng này các bạn biết gì không? Tại vì cái phần mềm này nè, cái phần mềm này nó ra nhiều cái đời các bạn ha. Ví dụ như là Illustrator 5, 6, 7 CC, CC 2015, CC 2017 đúng không? Nhưng mà máy của mình thì CC 2017, nhưng máy của khách hàng nó chỉ là mới tới 5 thôi, tới 6 thôi, phiên bản tới đó thôi, thì máy của người ta mở không có được file của mình ha các bạn ha. Thì các bạn chọn cái đuôi như thế này, các bạn bấm save đó, save. Đó, các bạn chọn đúng cái đuôi nha, đuôi thứ ba đó ha các bạn ha, bấm vào nó, các bạn bấm save. Rồi ở đây là nó cho phép mình chọn những cái phiên bản ha, đó CS6, CS5, CS4, CS2 ha, mình chọn đủ các kiểu ha, tùy theo thích của mình. Sau đó mình bấm OK đúng không? Thì cái máy khách hàng, nếu mà khách hàng chưa cập nhật phiên bản CC 27 mà vẫn đang xài là Illustrator CS5 thôi, CS4 thôi, thì người ta vẫn có thể mở file mình ra là xem được các bạn ha. Đó là ngoài ra còn có nhiều chức năng ha, sale ha. Ví dụ như bây giờ mình muốn sale những tấm hình này là đã cắt hết nền các bạn ha, các bạn thấy không, cắt hết nền rồi đó, cắt hết nền rồi. Bây giờ mình muốn sale lại cái định dạng mà không có nền để mình đưa vào Photoshop mình xài ha, hay đưa vô những cái phần mềm khác Corel Draw, thì đưa vào á thì nó mặc định là nó trong suốt ha, nó chỉ có đối tượng này thôi chứ không có background màu trắng xung quanh ha. Đó, tại vì nếu mà nó có nền trắng xung quanh thì mình vào Photoshop mình sẽ phải cắt lại, nó tốn thời gian của mình các bạn ha. Đó, thì bằng cách nào thì mình vào đây file export ha, các bạn chọn cho tôi export ha. Ở đây các bạn có thể đặt tên cho nó không, mình đặt 04 đi ha. Rồi các bạn nên nhớ là ở đây nó có nhiều cái đuôi lắm ha, trong đó có cái đuôi photo là Photoshop ha. Sau đó cái đuôi mà mình đang nói các bạn đó, cái nền trong suốt đó, là PNG ha. Đó, bấm vào nó. Rồi các bạn export. Đó, thì các bạn nhìn sơ ở đây là các bạn thấy không, nền trong suốt ha. Đó, OK. Đó là sau khi mà các bạn sale xong rồi ha, rồi các bạn sẽ mở phần mềm Photoshop này lên, các bạn vào mở cái file đó là xem thử ha. Đây cái file 04 hồi nãy mình mới lưu nè, bấm vào nó, OK. Đó thì các bạn thấy không, cái đuôi PNG nó lợi hại tới mức độ đó ha, nó sẽ lọc cho mình ra, nó không sale bằng
bằng nền trắng nữa ha. Đó thì nếu sao vậy thì mình đỡ mất công mình cắt cúp đó ha. Đó mình cần xử lý Photoshop thì đưa qua xử thôi. Đó mình đã cắt một lần rồi đúng không, bây giờ lưu lại đuôi này đó. Thậm chí mà các bạn ví dụ các bạn là lên trên mạng các là sạc hình đi ha. Đó ví dụ như là rose là hoa hồng đúng không các bạn. Rồi BNG BNG đó thì các bạn sẽ thấy đây nó hiện ra một lô phải không, BNG ha. Đó thì bây giờ mình thử coi, bấm một cái coi ở đây nè, nó cho mà BNG nè, email nè, phải không? Đó các bạn không, thì nó hiện lên như thế này rồi, các bạn thấy là hình trong suốt không, nó là cắt sẵn không đó. Thì sau này cái bước đường các bạn làm nghề các bạn nên nhớ khi sạc hình thì mình cũng nên sợ cái này trước ha. Đó người ta cắt sẵn cho mình, độ phân giải cao thì mình mang về mình làm, thấy không, nó tiện lợi cho mình vô cùng đó. Thì ở đây là mình đã nói ha, đó là nó BNC rồi, ok. Thì cái vấn đề mà xuất file là mình đã tóm tắt cho các bạn rất là ha, rất là rõ ràng đó. Nhưng thật ra trong cái quá trình vẽ họa tiết của mình á, là nó có nhiều điểm là quan trọng ha, còn nhiều điểm cũng thừa ha. Mình chỉ biết là ok là vậy được rồi đúng không. Còn ví dụ như bây giờ tiếp theo á là các bạn sẽ làm quen công cụ ha, công cụ cắt nè ha. Công cụ này á, thật ra trong cái trang web vẽ không khó của mình á, mình tập trung về cách làm quen phần mềm Illustrator để mà mình vẽ minh họa là chính ha các bạn ha. Đó rồi sau đó các bạn học tool, rồi sau đó là trong bước đường của mình có làm file thiết kế quảng cáo thì mình sẽ làm những video đó nó liên quan tới những công cụ này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm ha. Ví dụ công cụ này nó có là cái gì, nó là một công cụ để cắt những hình ảnh để sử dụng cho lập trình là chính, là web là chính ha các bạn ha. Đó chứ nó sử dụng cho minh họa của mình thì ít lắm ha. Ví dụ như bây giờ mình nói với các bạn đây, mình zoom to lên các bạn xem như cái hình hoa hồng này đi ha. Đó các bạn thấy những trang web đó là HTML đó, đó người ta nói là làm về HTML thì nó cũng liên quan tới vấn đề hình ảnh đó. Đó thì công cụ này dùng để cắt hình các bạn ha. Đó ví dụ như các bạn kéo xuống rồi mình chỉ lấy phần nửa của cái hình hoa hồng này thôi ha. Đó nhưng mà thật ra lúc mà nó cắt như vậy là nó phân cho mình nhiều mảng ha. Ví dụ vậy thì bây giờ mình vào sao vậy export export save for web ha. Ấn vào nó đó thì lúc này đây các bạn thấy không, là nó chọn một đối tượng như thế này thôi. Đó, nhưng mà lúc mà nó sale ra thì các bạn biết không, là nó cũng có nhiều cái phần thừa ha, nó lưu lại cho mình hết. Đó thì ví dụ như bây giờ mình thích đặt tên thì đặt tên thử coi ha, gif png cái này jpeg thì ha, mình cứ để bình thường đi ha. Rồi mình xịt ở đây mình đặt nó là 05 đi ha cho dễ nhớ. Rồi sao đó, rồi mình vào cái chỗ mình lưu ha. Đó email đó thì các bạn thấy nè, nó sao cho mình ha, tuần tự ha, phần cắt, phần dư, thường thừa, đó nó giữ lại hết cho mình. Đó thì mình sử dụng phần nào thì mình đưa vô website ha của mình xài thôi. Đó nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Đó rồi các bạn, là cái video thứ 13 đến đây là nó cũng đơn giản các bạn ha. Các bạn tìm hiểu là các bạn nhớ đó là được. Những cái gì mà quan trọng thì mình xoáy vô thật sâu ha. Còn những gì mà không quan trọng thì mình cũng vẫn nói ha, cho các bạn rõ thêm nó như thế nào. Nhưng mà rõ mức độ ha. Rồi những cái bài tập, hy vọng là những bài tập sau này nó sẽ đi sâu vào chi tiết hơn
Đó. Rồi, ok. Video thứ 13 đến đây là hết ha. Các bạn sẽ đón xem video thứ 14 các bạn ha. Rồi, thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại.